quý vị và các bạn, theo những thông tin mới nhất về vụ bê bối của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thì mới đây, ông Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Truth cảnh báo về cái chết và sự hủy diệt tiềm ẩn nếu ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Bài đăng trên trang mạng xã hội Truth của ông Trump là bài đăng mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng lời nói nhằm vào Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg kể từ ngày 18 tháng 3. Lúc đó, cựu Tổng thống Mỹ dự đoán sai rằng ông sẽ bị bắt 3 ngày sau đó. Ông Trump tuyên bố sai sự thật rằng thất bại của ông vào năm 2020 là kết quả của hành vi gian lận. Tuyên bố của ông Trump đã truyền cảm hứng cho những người theo ông phát động cuộc bạo loạn ngày 16 tháng 1 năm 2021 vào Điện Capitol của Mỹ. Trong một nỗ lực thất bại nhằm ngăn Quốc hội chứng nhận cuộc bầu cử của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, người đã đánh bại ông Trump của Đảng Cộng Hòa với hơn 7 triệu phiếu bầu. Trong bài đăng, ông Trump nói rằng, kiểu người nào có thể truy tố một cựu Tổng thống Mỹ từng nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất cứ Tổng thống đương nhiệm trong lịch sử và là ứng viên hàng của Đảng Cộng Hòa cho đến nay, với tội danh mà ai cũng biết, nó không hề xảy ra. Mọi người chắc chắn hiểu cáo buộc sai lầm như vậy có thể trở thành thảm họa cho nước Mỹ, tiềm ẩn nguy cơ gây chết chóc và hủy diệt. Trong một bức thư mà văn phòng luật sư Alvin Bragg gửi cho các chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội vào ngày 23 tháng 3 đã thách thức lập trường của họ để điều tra văn phòng của ông và nói rằng ông Trump đã tạo ra một kỳ vọng sai lầm rằng ông sẽ bị bắt trong bài đăng vào thứ Bảy vừa qua của mình. Bức thư gọi yêu cầu của chủ tịch về thông tin liên lạc, tài liệu và lời khai là sự xâm phạm bất hợp pháp vào chủ quyền của New York. Stormy Daniels, một nữ diễn viên kiêm đạo diễn phim người lớn tên thật là Stephanie Clifford cho biết, cô đã nhận được tiền để đổi lấy việc im lặng về cuộc gặp gỡ tình dục mà cô có với ông Trump vào năm 2006. Cựu Tổng thống Trump đã phủ nhận việc từng có quan hệ tình cảm với Daniel và gọi thanh toán này là một giao dịch cá nhân đơn giản. Đại bồi thẩm đoàn Manhattan thăm dò ông Trump sẽ không được triệu tập lại cho đến tuần sau. Trong các trường hợp khác, các công tố viên Georgia đang xem nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của ông ở đó. Và một cố vấn đặc biệt liên bang đang điều tra cả nỗ lực lật ngược thất bại của ông và việc loại bỏ tất cả các tài liệu mật khỏi Nhà Trắng sau khi ông Trump rời nhiệm sở. Ngày 25 tháng 3, ông Trump sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Waco, Texas, 30 năm sau cuộc đột kích vào giáo phái Branch Davidian của các đặc vụ liên bang ở đó khiến 86 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên thực thi pháp luật. Sự kiện này đã trở thành biểu tượng cho sự tiếp cận quá mức của chính phủ đối với một số người và là thời điểm quan trọng đối với một số nhóm cực đoan cánh hữu. Liên quan đến hàng loạt bê bối của cựu Tổng thống Donald Trump thì mới đây, một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ vừa ra lệnh cho luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump giao nộp cho các công tố viên những tài liệu trong vụ điều tra cất giữ hồ sơ mật tại dinh thự ở Florida. Theo hãng thông tấn AP, phán quyết trên là một chiến thắng quan trọng đối với Bộ Tư pháp Mỹ sau nhiều tháng. Không chỉ tập trung điều tra vào việc các tài liệu mật được tìm thấy tại dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida, mà bộ này còn cố gắng làm rõ lý do tại sao cựu Tổng thống và các đại diện của ông từ chối yêu cầu trả lại nhiều tài liệu cho chính phủ sau khi mãn nhiệm. Phán quyết cũng cho thấy, tòa án đã đứng về phía các công tố viên, những người cáo buộc ông Trump đang sử dụng đội ngũ pháp lý của mình để tiếp tục phạm tội. Nội dung phán quyết này được tiết lộ trong một thông báo trực tuyến ngắn gọn của hội đồng gồm 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực quận Columbia. Vụ việc đang được xử lý kín và không bên nào tranh chấp được nêu tên. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định các chi tiết được công bố tương ứng với cuộc đấu tranh pháp lý bí mật tại tòa án cấp dưới nhằm xác định liệu luật sư Evan Corcoran của ông Trump có thể bị buộc phải cung cấp tài liệu hoặc đưa ra lời khai trước bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra hồ sơ mật ở Mar-a-Lago hay không. Corcoran được coi là có liên quan đến cuộc điều tra một phần, vì năm ngoái, luật sư này đã soạn thảo một tuyên bố gửi Bộ Tư pháp khẳng định đã có một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng được tiến hành tại Mar-a-Lago theo lệnh của tòa án. Tuyên bố này được chứng minh là không đúng sự thật khi các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vài tuần sau đó khám xét dinh thự của ông Trump và tìm thấy thêm khoảng 100 tài liệu được phân loại là mật. Christina Bob, một luật sư khác của ông Trump, khai với các nhà điều tra vào mùa thu năm ngoái rằng Corcoran đã soạn tuyên bố và yêu cầu cô ký vào đó với vai trò người giám sát được chỉ định đối với các tài liệu của cựu lãnh đạo Nhà Trắng. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp do công tố viên đặc biệt Jack Smith và các cộng sự tiến hành đang tìm hiểu xem liệu ông Trump hay bất kỳ ai thuộc đội ngũ của ông có cản trở những nỗ lực thu hồi mọi hồ sơ mật của nhà chức trách hay không. Diễn biến mới là một tin buồn đối với ông Trump, trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa pháp lý khác, bao gồm cả các cuộc điều tra ở Atlanta và Washington về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2021, cũng như cuộc điều tra ở New York về nghi vấn cựu tổng thống đã phạm pháp khi trả 130.000 đô la Mỹ thông qua luật sư thân tín Michael Cohen để che giấu mối quan hệ tình ái với nữ diễn viên Stormy Daniels trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump mới đây đã bị hủy không rõ lý do. Nhưng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất chấp trước những thử thách pháp lý thì ông vẫn tiếp tục tranh cử vị trí chủ nhân Nhà Trắng. Những ngày vừa qua, New York đã chuẩn bị các kịch bản xảy ra nếu ông Donald Trump bị truy tố khi cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông có thể bị bắt vào ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên, phiên triệu tập của đại bồi thẩm đoàn vào ngày 22 tháng 3 theo kế hoạch đã bị hủy bỏ không rõ lý do, minh chứng cho việc ông Trump có thể tiếp tục chiến dịch tranh cử. Giáo sư luật Richard Hansen của Đại học California Los Angeles nhận định, không gì có thể ngăn cản ông Trump tranh cử dù ông ấy có bị truy tố hay thậm chí là kết án. Theo giáo sư Richard, hiến pháp Mỹ chỉ yêu cầu 3 điều kiện tranh cử mà các ứng viên chắc chắn phải đáp ứng, là công dân Mỹ, trên 35 tuổi và có ít nhất 14 năm sinh sống tại Mỹ. Giáo sư Richard nói rằng, có thể ứng viên bị truy tố hoặc kết án sẽ khó giành được phiếu bầu, nhưng pháp luật không cấm họ tranh cử và đắc cử. Bên cạnh đó, các điều luật được đưa ra trong hiến pháp và tu chính án thứ 14 và 22 đều không thể áp dụng cho ông Trump với bản cáo trạng chính thức. Về giới hạn thời gian, tu chính án thứ 22 cấm bất kỳ ai đã làm 2 lần tổng thống tái tranh cử, nhưng ông Trump đã có thời gian nghỉ ngơi khi thua cuộc vào năm 2020. Về mục làm mất danh dự, nếu một người bị hạ viện luận tội và bị thượng viện kết án, người đó sẽ mất chức và không có tư cách trở lại. Mặc dù ông Trump đã 2 lần bị hạ viện luận tội trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, song cựu tổng thống Mỹ cũng được thượng viện thả bổng 2 lần. Về mục chất quyền tham gia tranh cử, tu chính án thứ 14 có một điều khoản cụ thể nhằm hướng tới các cựu quân nhân của Liên minh miền Nam nước Mỹ. Các khoản thanh toán bịt miệng của một minh tinh của ông Trump không liên quan đến bạo loạn hay nổi dậy trong thời kỳ trước. Chính vì vậy, ông hoàn toàn không bị đe dọa bởi các hạn chế trên. Giáo sư Richard nhận định sẽ không có trường hợp tệ hơn xảy ra khi vụ án của ông Trump đang có quá nhiều lỗ hổng. Theo đó, giao dịch thanh toán bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels đã xảy ra từ năm 2016 và ông Trump có thể lập luận rằng thời hiệu đã hết. Trong số 4 cuộc điều tra hình sự đã biết về ông Trump, việc làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho một nữ diễn viên phim người lớn dường như là chuyện nhỏ nhất. Đặc biệt là kể từ khi các công tố viên liên bang quyết định không buộc tội ông khi ông rời nhiệm sở. Tài chính của cựu Tổng thống Mỹ, chủ đề một cuộc điều tra kéo dài, dường như là một vấn đề lớn hơn đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, công tố viên quận Manhattan đã quyết định không cáo buộc hình sự ông Trump liên quan đến tội phạm thuế. Trong khi những kịch bản trên các mặt báo nước Mỹ đi xa đến mức dự đoán ông Trump có thể ngồi tù, thì giáo sư Richard lại cho rằng điều đó gần như không thể xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và những bê bối liên quan đến chính trị gia này trên hệ thống truyền hình VTC và hệ thống nội dung số VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.